Kính chào quý vị khán giả, Ngọc Ninh rất hân hạnh được gửi đến quý vị những thông tin nóng nhất mà chúng tôi vừa mới cập nhật. Ngay sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Theo thông tin từ báo Dân Trí, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng cho biết, chuyến thăm của Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ diễn ra trong 2 ngày 10 tháng 9 và 11 tháng 9, theo lời mời của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Nguyên đại sứ Việt Nam tại Mỹ Phạm Quang Vinh cho rằng đây là chuyến thăm mang ý nghĩa rất quan trọng. Chuyến thăm diễn ra vào dịp hai nước kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ đối tác toàn diện 2013-2023. Đây cũng là giai đoạn được coi là phát triển mạnh mẽ nhất và thực chất nhất trong quan hệ Việt-Mỹ, dẫn đến những bước phát triển phù hợp với lợi ích của cả hai bên. Ông Vinh nhận định, từ đầu năm nay, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Joe Biden đã có cuộc điện đàm cấp cao vào ngày 29 tháng 3. Cuộc điện đàm được coi là sự khởi đầu cho dấu mốc kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ đối tác toàn diện. Theo đại sứ Phạm Quang Vinh, hai nhà lãnh đạo đã nhấn mạnh một số điểm quan trọng trong cuộc điện đàm. Một là đánh giá 10 năm đối tác toàn diện là giai đoạn phát triển rất tích cực, phù hợp với nguyện vọng của nhân dân hai nước. Hai là hai bên sẽ thúc đẩy các chuyến thăm, trong đó có các chuyến thăm cấp cao để tăng cường hơn nữa quan hệ và nâng tầm quan hệ lên một mức mới. Ba là hai bên cũng xác nhận tiếp tục thúc đẩy quan hệ thực chất hơn, nhưng cũng có nhiều lĩnh vực mới mà hai bên có thể đẩy mạnh hợp tác như kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học công nghệ, phát triển bền vững và chất lượng cao, trong đó có chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, hậu cần. Nhìn tổng thể, chuyến thăm của Tổng thống Joe Biden vừa đánh dấu sự kiện kỷ niệm 10 năm hai nước thiết lập quan hệ đối tác toàn diện, cũng là dịp nhìn lại thành quả của 10 năm qua, nhưng quan trọng hơn cả là tạo đà, định hướng cho các bước phát triển trong thời gian tới trong quan hệ giữa hai nước. Vừa định hướng phát triển, vừa nhấn mạnh các nguyên tắc chỉ đạo quan hệ, đặc biệt là xem xét nâng tầm quan hệ lên mức mới, ông Vinh nói. Theo đại sứ Phạm Quang Vinh, ông có một số kỳ vọng về quan hệ Việt-Mỹ sau chuyến thăm sắp tới của Tổng thống Joe Biden. Thứ nhất, hai bên chắc chắn sẽ nhấn mạnh việc tiếp tục đà quan hệ song phương, đặc biệt là các chương trình hợp tác phát triển hiện có và định hướng cho tương lai. Thứ hai, hai bên sẽ làm sâu sắc hơn sự hiểu biết và tin cậy lẫn nhau, đặc biệt là nguyên tắc chỉ đạo quan hệ, bao gồm việc tôn trọng thể chế chính trị của nhau. Thứ ba, lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học công nghệ vẫn là những lĩnh vực trọng tâm sau những khó khăn trong thời gian đại dịch vừa qua và các cuộc khủng hoảng trên thế giới. Đặc biệt, quan hệ kinh tế thời gian tới sẽ tập trung vào việc phát triển bền vững và chất lượng cao, tập trung vào khoa học công nghệ, chuyển đổi xanh và chuyển đổi số. Đại sứ Phạm Quang Vinh nhấn mạnh, ông kỳ vọng vào tất cả những điều trên. Ngoài ra, quan hệ Việt-Mỹ đã đạt đến tầm toàn diện và chiến lược, nên ông rất mong lần này hai nước sẽ nâng cấp mối quan hệ. Trước đó, tháng 7/2013, Mỹ và Việt Nam thiết lập quan hệ đối tác toàn diện. Cuối năm 2014, đại sứ Phạm Quang Vinh chính thức bắt đầu nhiệm kỳ công tác tại Mỹ. Đánh giá về sự kiện Việt Nam và Mỹ thiết lập quan hệ đối tác toàn diện cách đây 10 năm, đại sứ Phạm Quang Vinh cho rằng đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng. Theo đại sứ Phạm Quang Vinh, 10 năm đối tác toàn diện có thể được coi là giai đoạn phát triển mạnh mẽ nhất, thực chất nhất, sâu rộng nhất trong quan hệ Việt-Mỹ trên tất cả lĩnh vực. Báo Lao động cho biết, mới đây Bộ Ngoại giao Việt Nam vừa phát đi thông cáo chính thức về chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam của Tổng thống Mỹ Joe Biden. Cụ thể, trong thông cáo nêu rõ, nhận lời mời của Tổng bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng, Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ thăm cấp nhà nước tới Việt Nam trong 2 ngày, từ ngày 10 đến ngày 11 tháng 9, 2023. Trước đó, thông tin về việc Tổng thống Mỹ Joe Biden dự kiến sẽ thăm Việt Nam từ ngày 10 đến 11 tháng 9, 2023, theo lời mời của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, cũng đã được người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng chia sẻ với truyền thông vào ngày 29 tháng 8. Bà Hằng nhấn mạnh, chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao hai nước sẽ làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Việt Nam-Mỹ, đưa quan hệ hai nước phát triển ổn định, thực chất và lâu dài trên tất cả các lĩnh vực, góp phần duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển tại khu vực cũng như trên thế giới. Trao đổi với báo Dân Trí, các chuyên gia đánh giá, chuyến thăm Việt Nam tới đây của Tổng thống Mỹ Joe Biden là cơ hội để hai nước nhìn lại mối quan hệ và tìm kiếm cơ hội hợp tác mới sâu sắc hơn. Trong 28 năm quan hệ Việt-Mỹ, một điều đã trở thành truyền thống. Mỗi đời Tổng thống Mỹ từ thời ông Bill Clinton đều thăm Việt Nam. Có lẽ vì vậy mà thông báo của Nhà Trắng về việc ông Joe Biden sẽ tới Hà Nội vào ngày 10-11 tháng 9 không quá bất ngờ. Nếu ông Biden không có chuyến thăm thì đó mới thành câu chuyện gây chú ý. Ông Gregory Pauling, Giám đốc chương trình Đông Nam Á tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế
CSIS có trụ sở tại Washington DC. Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết, Tổng thống Joe Biden thăm Việt Nam theo lời mời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Mục đích của chuyến thăm là nhằm trao đổi các phương thức để làm sâu sắc hơn hợp tác Việt-Mỹ. Theo thông báo từ Nhà Trắng, chuyến thăm cho thấy ngay cả với lịch trình di chuyển bận rộn và cuộc bầu cử cận kề vào năm sau, ông Biden vẫn thấy được tầm quan trọng của việc tiếp nối truyền thống thăm Việt Nam từ thời Tổng thống Bill Clinton, ông Foley nói. Ông Murray Hebert, cố vấn cấp cao, cùng thuộc chương trình Đông Nam Á tại CSIS đánh giá, thời điểm diễn ra chuyến thăm là phù hợp. Năm 2025, ông Biden hoặc một tổng thống Mỹ khác sẽ bận rộn với nhiệm kỳ hoặc chính quyền mới. Cùng lúc đó, Việt Nam sẽ chuẩn bị cho đại hội đảng vào năm 2026. Ông Hebert nói, như vậy, lúc này thực sự là thời điểm hoàn hảo. Quan hệ Việt-Mỹ suốt 10 năm qua được đánh dấu bởi sự phát triển mạnh mẽ, thể hiện qua những con số về kim ngạch thương mại hai chiều, số sinh viên Việt Nam du học Mỹ hay lượng du khách Mỹ thăm Việt Nam. Tuy còn một số khác biệt, Việt-Mỹ có thể đối thoại và không biến những khác biệt đó trở thành trung tâm của toàn bộ mối quan hệ, theo ông Hebert. Dù vậy, bối cảnh trong nước và quốc tế đã có nhiều thay đổi sau một thập niên và cũng đến lúc hai nước cần cùng nhau tìm ra hướng hợp tác mới. Chuyến thăm lần này có ý nghĩa quan trọng vì nó góp phần giúp Việt Nam và Mỹ đưa quan hệ đi sâu hơn, khi chúng ta đang ở trong giai đoạn rất khác, ông Hebert nói. Cũng đã 10 năm trôi qua kể từ khi hai nước thiết lập đối tác toàn diện, nên đây là dịp tốt để xem xét bổ sung các yếu tố mới vào mối quan hệ ấy. Theo thông báo của Nhà Trắng, chuyến thăm là dịp để hai nước trao đổi về các cơ hội thúc đẩy tăng trưởng của nền kinh tế Việt Nam, lấy công nghệ làm trọng tâm, lấy đổi mới sáng tạo làm động lực, mở rộng quan hệ nhân dân, thông qua chương trình trao đổi giáo dục, phát triển nhân lực và chống biến đổi khí hậu. Ông Pauline cho rằng, hầu hết những kết quả hai bên cùng đạt được sau chuyến thăm, nhiều khả năng sẽ là sự tiếp nối của những chương trình được khởi xướng từ trước, chẳng hạn như chương trình quan hệ đối tác về chuyển dịch năng lượng công bằng JETP. Chúng ta có thể thấy những chi tiết mới về các nguồn tài trợ trong JETP, hợp tác về nguồn kim loại thiết yếu cũng là lĩnh vực hai nước cùng quan tâm. Chuyên gia từ CSIS nói thêm rằng Việt Nam, Mỹ trong tương lai dự kiến sẽ được tăng cường hợp tác về an ninh biển, các công nghệ mới, thương mại điện tử và giao lưu nhân dân. Chuyến thăm lần này cũng có ý nghĩa cá nhân đối với Tổng thống Joe Biden và Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng vì hai nhà lãnh đạo sẽ có cơ hội tái ngộ. Năm 2015, khi còn là Phó Tổng thống, ông Joe Biden đã chủ trì buổi chiêu đãi trong khuôn khổ chuyến thăm Mỹ của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ông Joe Biden đã gây ấn tượng vì dẫn hai câu thơ trong truyện Kiều để nói về quan hệ Việt-Mỹ. Đó là cách thể hiện sự tôn trọng đối với văn hóa và lịch sử, điều rất có ý nghĩa. Ông Scott Marcell, nguyên phó trợ lý ngoại trưởng phụ trách Đông Á-Thái Bình Dương, thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ nhận định với Dân trí. Những cử chỉ cá nhân thể hiện sự tôn trọng như vậy khá nhỏ nhặt, nhưng lại là một phần rất quan trọng giúp xây dựng các mối quan hệ. Ông Marcell nói, đó cũng là cách mà quan hệ Việt-Mỹ bắt đầu nảy nở sau nhiều năm chiến tranh. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Và đừng quên, chúng tôi luôn cập nhật rất nhiều thông tin bổ ích với tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào và hẹn gặp lại.